Hôm nay công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ, nhập khẩu về Việt Nam, bộ lồng về trước trái phải cho dòng xe Chevrolet Cavity. Bộ lồng về trước của công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ, nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và được sản xuất tại Mỹ theo tiêu chuẩn của GM Chevrolet. Bộ lồng về trước gồm hai phần, phần nhựa và phần nỉ. Đây, phần nỉ này sẽ nằm phần sau. Đây là phần nỉ, phần nỉ và có cái sợi composite này. Đây là phần nỉ nè, phần này có composite nó cứng hơn, có sợi composite. Đây, composite này. Đây là phần nhựa. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng cho các dòng xe nhập Mỹ cũng như các dòng xe nhập châu Âu, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ. Chúng tôi đã được tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.